Người đầu tiên trong số 3 nhà khoa học Nga bị bắt trong quá trình tham gia dự án phát triển tên lửa bội siêu thanh sẽ ra tòa vào tuần sau, theo thông tin website của tòa án ST Petersburg. Phiên tòa xử cáo buộc hình sự đối với nhà khoa học Nga Anatoly Maslov, 76 tuổi, sẽ được bắt đầu vào ngày 1 tháng 6. Theo TASS, vào thời điểm bị bắt ngày 27 tháng 6 năm 2022, ông Maslov là người đứng đầu hoạt động nghiên cứu của Viện Lý thuyết và Cơ học ứng dụng ITAM thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga chi nhánh Siberia. Ông Maslov đã được đưa vào trung tâm giam giữ Lefortovo ở Moscow. TASS dẫn nguồn thạo tin tiết lộ nhà khoa học này bị tình nghi chia sẻ thông tin mật có liên quan đến nghiên cứu tên lửa bội siêu thanh. Cơ quan an ninh Liên bang Nga chịu trách nhiệm điều tra vụ việc trước khi đưa vụ việc ra tòa. Ông Maslov và hai đồng sự khác là Valery Zervizensev và Alexander Sipliuk, giám đốc ITAM, đều bị bắt giữ vì cáo buộc phản quốc ở mức độ nghiêm trọng. Ba nhà khoa học tên lửa bội siêu thanh Nga đối mặt cáo buộc rất nghiêm trọng. Cả ba đều là chuyên gia về kỹ thuật bội siêu thanh, lĩnh vực then chốt cho sự phát triển của các tên lửa thế hệ kế tiếp của Nga. Theo tòa án ST Petersburg, vụ xét xử ông Maslov được liệt vào dạng tuyệt mật và không công bố cho phía truyền thông cũng như công chúng. Thời hạn giam giữ đối với ông Maslov được kéo dài đến ngày 10 tháng 11. Về những đồn đoán cho rằng ba nhà khoa học bị bắt do tiết lộ bí mật quốc gia cho Trung Quốc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 24 tháng 5 cho hay Moscow chưa phát hiện được chứng cứ cho thấy các nhà khoa học trên làm việc cho Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.